gì đây? Hôm nay ta sẽ làm gì? Hôm nay ta làm gì? Đi đâu? Số điện thoại kia. Alo, dịch vụ khinh khí cầu như thế nào và làm sao để bọn em đi được ạ? Vâng, được ạ. Em cảm ơn, tớ có thông tin mới này. Cậu nói đi. Dịch vụ khinh khí cầu chỉ mở trong một ngày thôi, đó là ngày hôm nay. Và chúng ta có thể đi khinh khí cầu, mỗi người phải trả $100. Số tiền này... ta không có. Sao thế? Tớ biết lấy tiền ở đâu rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, $1.57 và một manh mối. Không có gì. Chị lừa rồi, tớ quên mất là đã làm cái này đấy. Sao cậu lại làm cái thứ đó? Có một lần tớ viết chữ manh mối lên một mẩu giấy rồi viết không có gì ở trong để trêu cậu. Thế thì chúng ta có một vấn đề phải giải quyết. Làm sao kiếm được $200 trừ đi $1.57 và một mẩu giấy ghi chữ không có gì trong hôm nay đây?